Hello everyone, xin chào ông bà cô chú anh chị em. Hôm nay ông bà cô chú anh chị em có khỏe không? Bữa nay bên này ở tôi bang California bây giờ là chắc gần 7 giờ tối rồi. Nãy mình mới đi ăn, gia đình của mình đi ăn chung với mấy đứa bạn của mình rồi mình về rồi thì cho mình làm cái video này nha. Bữa nay cho mình nói tiếp về cái vụ NDHCN này phải không? Tại vì hồi nãy hồi chiều mình có coi cái livestream của Andy. Mình không biết nói làm sao, mình coi nó có cái giá trị gì không, nhưng mà cuối cùng mình thấy những gì mình muốn hỏi, cái gì mà Andy nó muốn trả lời thì nó nghe, còn cái gì mà Andy nó không muốn trả lời thì nó không nghe. Chỉ có vài điều mình thấy như Christopher nó nói, ví dụ mà cũng như là Andy phải không, nó không có bình thường, đại khái như vậy. Có nhiều người nói là hi chơi cái gì đó, mình không có nói gì hết nha, nhưng mà nó làm trong lòng của mình thấy cũng như là Andy á, nó cũng hơi không có bình thường. Tại vì không, mình thấy vậy. Bữa hôm qua phải không, ông bà cô chú anh chị em có nói không, nó làm cái không, nó report cho YouTube là nó cho mình ba cái gậy phải không. Bữa nay thì nó nói nó không tự động YouTube automatically flag mấy ba cái video của mình chứ nó không có làm. Thì mình không biết cái nào là cái thiệt, cái nào là cái giả nữa phải không. Nó nói bữa nay nó nói là không là cái chân lý. Hồi bữa hôm kia thì nó nói là cái quỹ của NDHCN, mà hồi bữa hôm qua mà cho ông bà cô chú anh chị em coi á phải không, nó để là cái pháp lý của NDHCN. Rồi mình không biết cái nào là cái thiệt, là cái nào cái giả nữa. Con người hình như là họ nói láo hoài, họ không có nhớ họ nói cái gì hết á. Bữa nay họ nói cái này, ngày mai họ nói cái kia. Thì đúng thiệt, Andy cái gì Andy cũng biết á, bảo cái YouTube phải không. Ông bà cô chú anh chị em nghĩ Andy nó giải thích vậy có ra sao. Mình nghe mình thấy đúng thiệt, cái gì mà vô trong túi của Andy hay là của Andy đó, là của Andy, không cần biết phải không. Nhưng bữa hôm qua mình nói ông bà cô chú anh chị em rồi phải không, mấy cái video mình làm nó đâu có ý nghĩa, đâu có giá trị gì nữa đâu. Cái nhiều khi mình cũng thắc mắc lắm, tại sao mà mấy cái video bây giờ làm bạn em Cường phải không, chị Trang phải không, nhưng mà mấy cái video mà trên cái kênh vô gia cư mà mình chửi Cường rồi mình chửi chị Trang đồ á, nó vẫn để trên đó, tại sao nó không lấy xuống vậy, mình cũng không hiểu nữa đó. Nhưng mà nó giải thích như mình nó nói phải không, là mình nó nói là mình không biết. Bây giờ mình chỉ hỏi Andy với mình hỏi ông bà thôi, mình không có nói Andy nữa, mình nói ông bà cô chú anh chị em, nếu mà mình phạm mình như nó nói nó hiểu mà phải không, nó cho mình ba gậy rồi á. Nhưng mà tại sao mình vẫn lên đây, mình vẫn đăng ký như không, mình vẫn làm video như không có chuyện gì vậy hả? Tại sao như vậy? Đương nhiên nó có cái lý do của nó rồi phải không, nhưng mà nó nói nó giải thích rồi mình cũng thấy mắc cười quá. Tại vì đúng thiệt ba, Andy là người chủ của cái kênh đó đúng phải không, nhưng mà mấy cái video là của mình, như mình nói là vẫn là của mình, không phải là Andy chủ á, là của Andy phải không. Từ khi á, là Andy mướn mình làm việc cho cái company của Andy. Andy không có cái hãng gì, company gì hết á, phải không. Chứ cái lý này mà nói là ô tại vì cái kênh nó đăng lên, mình đưa Andy cái quyền để đăng cái video của mình lên cái kênh của Andy phải không, cái đó là đúng, chứ không phải là mình đưa cái quyền đó đăng cái kênh cho Andy là của Andy, hiểu không. Andy nói thấy suông miệng quá à, phải không. Từ khi là Andy trả lương cho mình phải không? Mình làm cho Andy đó là cái thành đó là cái đó là cái quyền của Andy, nó khác là như vậy đó. Nói mà cũng không biết nói rõ ràng như gì hết á, đúng thiệt. Là bữa hôm qua bữa hôm kia gì đó mình thấy Andy chơi dơ quá đi, mình mới bực, mình mới nói là mình sẽ report phải không. Nhưng mà thật ra đó mình nếu mấy cái video thật là của mình, để coi từ từ mình sẽ hỏi nó lấy xuống, tại đối mình nó không có giá trị, cần gì mình cần gấp. Chứ Andy cứ nghĩ đi phải không, ông bà cô chú anh chị em coi đâu, mình còn mấy cái video của mà mình còn mấy cái đó nó không có giá trị gì hết á. Nhưng mà con người hỏi tại sao mà Andy nó phải làm như vậy với ông bà cô chú anh chị em. Nếu mà không phải tiểu nhân là còn cái lý do gì nữa. Cái này là biện của Andy, nó là đúng, nó tự nó làm. Bữa hôm qua bữa nay nó nói là tại YouTube làm cho nó không phải là nó làm. Mình cũng nghe mình cũng thấy nhức đầu với cái người này, mình không muốn coi cái livestream đó, nhưng mình thấy được một điều phải không, cuối cùng hết á là con hình như là bữa nay chị nuôi qua thăm đứa em nuôi rồi, hai chị em bây giờ bắt đầu làm bạn rồi, thì nhận nhau rồi cũng không sao hết. Nhưng mà mình thấy cũng bắt cười một chút, mình nghĩ là nó cũng sớm hay muộn thôi, chứ mình không mình cũng biết là nó như vậy rồi. Có nhiều người thắc mắc, nó nói bây giờ ông bà của chú anh theo, nó nói giờ nó phân tích cái khuôn mặt của mình ra sao, con người của mình ra sao nữa, thì cũng kệ nó. Chứ mình không muốn nói dài dòng nữa, mình sẽ nói những gì nó có giá trị, nhưng chuyện gì mình cần nói thôi. Chứ nếu mà mình phân tích của cái Andy hoài ấy, mình nghĩ chắc hết năm này nó cũng không xong nữa. Nó cứ nói trên trời dưới đất gì không, con người mà nói láo nhiều quá rồi á, họ không nhớ họ nói gì, họ nói cứ nó lắp cái lỗ này á, thì nó có cái lỗ khác, nó cứ dãy hoài à. Thôi mình không nói thêm nữa à, bây giờ mình chỉ nói trong cái tiểu đề của mình nói là làm sao phải không. Cái quỹ này, cái quỹ chân lý hay là cái quỹ NDHCN
pháp lý, nó không quan trọng nữa. Đối với mình mà nói thiệt, nó không có quan trọng nữa. Còn sao kê hay là không sao kê, phải không? Hồi giờ mình chưa có nghe cái chữ sao kê đó, tình thương mình mới coi nghe mới mấy lần này mình cứ nghĩ là ôi cái gì vậy, hồi mình mới nghe mình không có biết. Nhưng mà sau này mình đã biết rồi, sao kê nghĩa là cũng như là mở sách sổ ra, phải không? Cũng như là ai góp vô bao nhiêu tiền thì Andy nói người đó ra hết. Còn nếu mà không nói thì phải nói là chi phí nó xài hết bao nhiêu, phải là sao kê là như vậy không? Thì đó, mình không có, mình nghe nó nói là vì tùm lum á, là Tony muốn biết vì tiền tùm lum tùm la đòi tiền lại. Mình có báo cho đòi tiền đâu ông bà cô chú anh chị em. Từ ngày hôm nay mình vẫn hỏi là nó làm gì với cái tiền đó, nó cũng không trả lời với mình, phải không? Mình hỏi cái văn luật sư đó nó không trả lời, nhưng mà mấy cái kia thì nó trả lời hết, nó đi vòng vòng hết. Thôi, mình hy vọng là nếu mà ai coi mấy video trong một năm nay cái gì nó thay đổi với mình với là Andy vậy, phải không? Mọi người mà ghét mình họ cũng vẫn là ghét mình, cũng có thể họ ghét mình nhiều hơn, cũng có thể họ ghét mình một chút hơn, nhưng mà cũng họ cũng vẫn là ghét mình. Mấy người mà thích mình họ có thể thích mình nhiều hơn một chút xíu, hay là thích mình hơn một chút xíu, ghét mình hơn một chút xíu, nhưng mà họ cũng vẫn là thích mình. Còn Andy nó ra sao, ông bà cô chú em nghĩ làm sao đó? Nếu mà mình nhìn người mình phải nhìn nó xa ra như vậy, chứ mình đừng có nghe những gì họ nói, tại mình nói nó qua nó lại hoài cũng mất mệt lắm. Đã cái mình nói là mình không muốn coi mấy cái video của Andy nữa, tại ôi mấy cái livestream nữa. Tại sao? Tại vì Andy nó không có chân thật, nó trả lời cái gì đâu những gì mình không muốn nghe. Nhưng mà có một điều mình muốn nói cho ông bà cô chú anh chị em nghe nè, phải không? Cho Andy nó nghe luôn, phải không? Mà nói cái gì cũng được hết, nhưng mà trong 4 tháng nay, phải không, Andy phải biết con người Tony đó là sao, phải không? Nhưng mà trong 4 tháng nay mà Andy không nhìn ra được con người của Tony ra sao á, thì là Andy là không đúng là con người không làm sao đây, không biết kỹ cho bản thân của mình, không biết nhìn ra người khác. Nhưng mà thôn đi trong 4 tháng này biết con người của Andy ra sao rồi, phải không? Andy lên đây nói mạnh dạn lắm, nhưng mà có chuyện rồi đó, phải không, là Andy biến liền, đứng sau là bạn ơi tới giúp tôi, người này tới giúp tôi. Rồi đừng có bao giờ lên đây mà nó không nói đối với ai á, thì Andy cũng có thể đừng có bao giờ lên đây mà gì đây mà cái chữ mình quên cái chữ đó làm sao đây, phải không? Đừng có bao giờ lên đây mà nói ô khuyên khích hả? Thôi đại khái như vậy đi nha ông bà cô chú anh chị em. Tại vì mình thấy Andy đường nó còn dài lắm, phải không? Từ khi là Andy cứ bờ không xuất hiện trên mạng nữa, phải không? Nếu mà còn xuất trên miệng trên hạng á, thì đừng ngồi đó mở mắt ra mà nhìn, chứ đừng có bao giờ họ kêu Tony ngon thì làm đi. Nói với ai á, thì Andy muốn nói sao nói. Nhưng mà đối với Tony chỉ ngồi Tony chỉ cười thôi, phải không? Chừng đó nó tới rồi đó, phải không? Tự động Andy biết trả lời thôi, chứ mình nói làm chi, phải không? Andy không cần nói với Tony cũng vẫn làm, hiểu chưa? Đừng chứ ngồi đó mà nói ô tham này ham muốn cái số tiền đó bao nhiêu, rất nhiều lắm, phải không? Andy là có tật giật mình, tại vì Tony không có hỏi cái số tiền đó. Tony chỉ muốn biết cái sự thật là Andy làm những gì Andy nói thôi. Nhưng mà Andy không trả lời, nghĩa là sao? Nghĩa là Andy không có làm những điều gì như vậy. Mình làm người, phải không? Nó đơn giản lắm thôi. Mình có thì mình trả lời, còn mình không có đó, mình không trả lời, nghĩa là mình chọn là mình đã nuốt cái đó rồi. Thì đối với Tony chỉ nghĩ như vậy thôi. Còn cái vụ mà nói ngon á, Tony làm đi, thử đi, mướn luật sư thử đi, phải không? Trời ơi, Andy ơi, mình nói thiệt, Andy cũng đừng có nói như vậy. Tony sẽ làm từ từ đi nha. Bây giờ mình cái chuyện mà mình còn ông bà cô chú anh chị em làm nhìn cho mình, nếu mà quen được ai hay là biết được ai, phải không, mà đã gửi tiền vô trong cái quỹ chân lý, hay là cái quỹ Andy HCN, hay là gom góp tiền cho Andy á, gửi giùm cho mình. Nếu mà lấy được không tìm cái quỹ chân lý đó, nếu mà trong 10 ngày ông bà cô chú anh cho lấy lại được á, thì lấy đi, phải không? Còn nếu mà mấy người mà không lấy lại á, phải không, thì gọi lại cho Tony, gửi qua cho Tony biết, để Tony đang gom góp được nhiều người chừng nào đó, tốt chừng nấy. Cái đó là cái quan trọng, mình hy vọng là ông bà cô chú anh chị em giúp được cho Tony cái phần đó. Tại vì nếu mà không có cái phần này, Tony không có làm gì được hết á đó. So ai mà quen được mà gửi tiền vô trong cái quỹ đó, hay là gửi tiền cho anh Lộc mà lấy lại không được á, gửi qua cho Tony nhiều chừng nào tốt chừng nấy. Tony không biết bao nhiêu người, đúng, Andy nó không có nói, làm sao mà Tony biết được, phải không? Nếu mà Andy nó nói ra rõ như vậy thì Tony đâu có cần phải đi cái đường này đâu. Nhưng mà nó không nói đó, không nói là có cái lý do của nó, không ai muốn nói, không ai muốn làm gì hết, phải, đâu có ai muốn làm gì hết, có một mình Tony thì Tony phải làm thôi. Thì hy vọng là ông bà cô chú anh chị em cứ ai mà không gửi tiền vô cho nó, gửi qua cho Tony. Từ từ đó Tony biết làm sao. Tony không cần tiền ông bà cô chú anh chị em. Còn cái vụ mà sau này nó hỏi ô mướn luật sư làm cái gì á, thì để từ từ coi Andy ơi, phải không? Đúng, luật sư không có làm gì được Andy, Tony mướn luật sư, đúng, Tony sẽ làm.
Nhưng mà trước hầu mà mình hỏi cái gì nó có chừng bước, Tony hỏi Andy thì Andy nó không trả lời rồi. Thì từ đó Tony biết phải làm việc làm sao. Chứ mình nói hoài rồi phải không, đến cùng rồi nói với Andy cũng không được. Giờ đến ngày hôm nay Tony đã biết rồi không, nói với Andy cũng như không thôi. Sau này Tony sẽ nhắc nhở mỗi ngày, ngày nói cho vui thôi. Nhưng mà sẽ có một ngày nào đó phải không, nhận được cái lá thư rồi từng đó Tony không nói nữa, phải không? Chừng đó Andy sẽ ra tòa nói đó. Mình nghĩ mình nói sao, mình sẽ quên. Bữa nay thì mình có cái short mình nói ông bà cô chú anh chị em mình đi kiếm anh Lộc, lý do tại sao mình kiếm anh Lộc thì mình đi ăn được rồi, mình sẽ nhờ anh Lộc thu lại một cái video đại khái là hỏi Andy phải không, hỏi ông bà cô chú anh chị em mà cái tiền mà gửi vô cho giúp cho anh Lộc trong cái thời gian đó đó, Andy anh Lộc sẽ nhờ dùng gửi cái receipt qua cho mình phải không, gửi được bao nhiêu á thì tốt, ai mà gửi vô cái receipt gửi bao nhiêu tiền, 10 đồng, 20 đồng, có gửi tiền vô cho anh Lộc mà đưa qua cho Andy á thì đưa cái receipt, đừng có đòi, đưa qua cái receipt cho Tony hết, rồi từ đó Tony góp được bao nhiêu, nếu mà chừng nào mà đủ rồi đó thì từ đó Tony sẽ biết phải làm sao để hỏi giùm cho anh Lộc. Tại vì mình thấy Tony hỏi á thì Andy nó không có chịu, không ai hỏi được hết á. Nhưng mà lần này Tony cũng không có hỏi Andy, Tony sẽ nhờ anh Lộc đi thẳng đến ông bà cô chú anh chị em, nếu mà ai mà quen được, đại khái có quen được một người nào đó mà gom góp tiền cho anh Lộc trong cái thời gian đó hay là cái chân lý đó, gửi qua giùm cho Tony nha, cho Tony coi được càng nhiều chừng nào tốt chừng nấy. Tại vì đó cái vụ của Tony riêng á thì nó khác nữa, tại vì cái tiền mà Tony gửi vô cái 200 đó, mình Tony không có bao giờ đòi lại nha ông bà cô chú anh chị em, làm ơn nhớ giùm nha, Tony cũng không có bao giờ đòi lại. Nếu một ngày nào đó mình tự nhiên mình thấy 200 đồng mà nó gửi về lại cho Tony đó, Tony sẽ cho ông bà cô chú anh chị em coi. Nhưng mà Tony vẫn tiếp tục hỏi là cái 200 này là 200 gì. Chừng nào Tony có được câu trả lời, nếu mà không trả lời, nếu mà nó trả lại cho Tony á, nghĩa là nó phải trả lời hết cho ông bà cô chú anh chị em. Không, Tony đòi không có được bằng miệng, phải không? Nói bằng miệng Andy nó cũng dẫn chơi, luật sư cũng không có hỏi Andy, luật sư không có làm gì được á. Chừng nào mà Tony con góp đủ những gì mà Tony cần rồi đó, phải không? Từ đó bắt đầu á đưa qua cho ông luật sư, từ đó ông luật sư ổng phải cần đi lên tòa, ổng phải cần làm cái gì đó. Thì từ đó lúc đó như nãy Tony hỏi ông bà cô chú anh chị em phải không? Sao kê hay là không sao kê? Thì đối với mình là mình ông bà cô chú anh chị em cũng biết rồi phải không? Có câu trả lời rồi, Andy nó đâu chịu sao kê đâu. Thì cũng đúng thiệt, nhưng mà qua một thời gian sau này rồi ai nữa sẽ sao kê. Tại vì nếu mà nhiều người như ông bà cô chú anh chị em rồi đó phải không, trong mình là bữa qua mình làm cái video mình giải thích rồi á, Andy thì nó có coi, nó có hiểu hay không hiểu về chuyện của nó. Nhưng mà mỗi lần mình mở lên cái mình xin cái góp cái mấy cái quỹ này đó, nó phải có cái lý do gì phải không? Nếu mà mình gom góp tiền nó vô trong đó rồi ông bà cô chú anh chị em mà không lấy lại được đó, gửi qua cho Tony, nhiều người chừng nào á cũng như là một cái tiếng nói cho Tony thôi, từ đó Tony sẽ đưa qua ông luật sư, từ ông luật sư ổng sẽ file trong cái court, nghĩa là ổng sẽ lên tòa đó, ổng sẽ làm giấy tờ kêu Andy đem Andy ra tại sao mà mấy người này đòi cái số tiền này, hay là muốn biết lại cái tiền này xài cái gì mà tại sao Andy nó không trả lời. Thì từng đó nó ra tòa đó thì Andy nó phải trả lời cho mấy cho cái ông judge này, phải không? Chứ mình giờ mình hỏi ông luật sư ổng đâu có làm gì được Andy đâu, ổng chỉ đi làm giấy tờ giùm cho Tony thôi, chứ ổng đâu có tới đó đòi hỏi Andy cho trả lời đâu, mình không cần. Nhưng mà chừng tòa nó đưa giấy tòa ngày đó mà Andy phải show up cái đó, ông tòa sẽ hỏi mày mở cái quỹ này làm cái gì. Đó, Andy phải trả lời nha. Rồi đó, bây giờ có một đống người hỏi cái tiền họ gom góp cho Andy đó, mà tại sao Andy không trả lời cho họ. Thì chừng đó cho Andy trả lời, ô họ cho tôi muốn xài, tôi sẽ xài. Thì chừng đó Andy nói cho ông chết cho nghe, đừng có nói cho Tony với là mấy người mà gom góp tiền nữa. Đó, nó có hai con đường đi, con đường dễ là Tony đã hỏi rồi, nhưng mà mình thấy là Andy quen cái kiểu chơi cái kiểu Việt Nam quá rồi, thấy không? Tony lớn lên ở nước Mỹ, thấy không? Nó mình có chút mặt mũi, phải không? Mình hỏi người ta một hai lần rồi cũng như là một cái nợ vậy, phải không? Cũng như mình đi làm business làm ăn vậy, phải không? Ví dụ như họ hứa họ làm cái gì cho mình đó, mình làm xong rồi họ không trả tiền cho mình đòi họ một hai lần, họ không trả, họ cười mình cái mặt của mình, nó ha, tao mày làm xong rồi, bây giờ tao không trả mày làm gì được tao? Thì nước Mỹ nó có cái lực, Andy hiểu không? Phải không? Andy có thể nhiều người ở bên Việt Nam nó gom góp cho Andy, Andy nghĩ là họ không có làm gì được hết, nhưng mà Tony ở nước Mỹ, hiểu chưa? Nó có cái tòa đàng hoàng để giải quyết mấy cái vấn đề này. Maybe nó trong 3 tháng, 4 tháng nó chưa có giải quyết được, nhưng mà Tony hứa ông bà cô chú anh chị em, phải không? Hứa với Andy luôn sẽ có cái câu trả lời. Chứ không phải là không có đâu.
Nãy giờ mình nói qua nói lại và cũng bao nhiêu vậy thôi, nhưng mà hy vọng là Andy nó hiểu được rõ một chút cái ông luật sư đó là Tony mướn, không phải là đi hỏi Andy, đi ra làm giấy tờ đòi tòa hỏi cái câu hỏi trả lời giùm cho Tony thôi. Nhiều người ông bà cô chú anh chị em mà nếu mà Tony đến thời gian này, nếu 2-3 tháng hay 1 tháng này đó, mà nhiều người đưa gửi cho Tony được biết là tiền họ gửi vô mà không mà Andy không có trả lời hay là dụ anh Lộc á, thì cái tiếng nó sẽ lớn hơn một chút xíu nữa. Chừng đó là cái khó khăn á là Andy phải trả lời chứ không phải là Tony nữa. À, bây giờ mà hỏi nãy mình nói là không sao kê hay là không sao kê, thì bây giờ Andy nó không chịu sao kê, nó không chịu gì hết, không sao hết. Nhưng mà bắt đầu rồi ra tòa rồi, ông tòa sẽ hỏi nó mấy cái câu này phải không, nó không trả lời được đó, chừng đó ông tòa sẽ hỏi nó trong cái thời gian đó đó, đem cái nhà băng ra, hiểu không? Ở bên Mỹ này nó có vậy hết. Nếu mà Andy không trả lời những gì mà nó cần đáp với mình, mà không biết cái tiền nó nói nó không có xài, nó không làm gì hết, nó phải trả lại cho mình. Còn nếu mà nó xài mà nó xài không đúng á, tòa sẽ hỏi Andy đem mấy cái nhà băng ra hết trong cái thời gian đó 3 tháng 2 tháng, tiền họ gửi cho ai, gửi cho bao nhiêu, Tony gửi vô nó có liền hết, phải không? Rồi cái tiền mà Andy nó xài cái gì á, mỗi ngày luôn, mỗi tháng sau rút tiền mặt ra nó cũng biết nữa, phải không? Chừng nó rút 600, rút 1000, nó làm cái gì đó đó. Ông chó sẽ hỏi mày lấy 1000 này mày làm cái gì, cái tiền này người ta gửi vô là cái tiền của gì, là ai đó, phải không? Như Andy đã nói, phải không? Andy đã làm từ thiện rồi, phải nó trả thế tùm lum, hỏi thôi không cần biết mấy cái đó. Bây giờ thôi chỉ nói là cái vụ cái nhà băng này trước, không chừng đó ông hỏi Andy mà Andy không trả lời nữa đó, thì ông bà cô chú anh chị biết không, nó sẽ kêu Andy đưa cái nhà băng statement, nghĩa trong cái tháng đó đó ai gửi vô bao nhiêu tiền, xài bao nhiêu tiền, chi phí ra bao nhiêu tiền, là cái tiền nó xài cái gì. Chừng đó họ coi lại cái đó đó, nếu mà Andy đúng như Andy nói vậy, không ông nó xài cho luật sư, thì nó có cái phần mộng luật sư đó, cái tiền này nó gửi phần luật sư đó, đúng Andy nói đúng không sai. Nếu mà Tony kiện, không phải là kiện Andy, phải không, đi ra tòa hỏi submit cái case này nè, để anh chị để kêu Andy ra trả lời, chứ không phải là Tony kiện Andy về lấy tiền. Không phải kiện Andy lấy tiền, nó khác biệt là như vậy đó, phải không? Đừng có nói là Tony kiện Andy lấy tiền là Tony cũng phải, nếu mà Tony thua Tony phải trả tiền. Không, Andy hiểu lầm một chút xíu, nhưng mà nói thí dụ như vậy thôi. Nếu mà như vậy nó cũng không sao hết. Nếu mà Tony kiện Andy là chuyện khác, cái kiện là cái 200, phải không? Còn cái này Tony có một đống người ở sau lưng nữa, là muốn biết được cái quỹ này, phải không, là Andy nó có trả, nó có xài đúng như vậy không? Không phải là Tony kiện riêng Andy, hiểu chưa? Nó không phải như vậy, nước Mỹ nó không phải như vậy đâu Andy ơi. Andy hơi hiểu lầm về cái luật của Mỹ, nhiều nhiều cái Andy không có hiểu đâu, nhưng mà nó cũng không quan trọng. Nếu nói qua nói lại, Andy hiểu thì hiểu, Andy không hiểu thì không hiểu. Nếu mà Andy không trả lời được đó, cái nhà băng nó sẽ đem ra, chừng đó cái nhà băng mà cái statement đó, không cái chi phí bao nhiêu, cái đó là cái câu trả lời rồi, không cần nghe Andy nữa. Lúc đó là không, cái lời nói của Andy nó còn không quan trọng nữa. Rồi nếu mà ông bà cô chú anh chị em mà gửi tiền cho trên lúc đó là mình thôn đi có một, cũng có, nếu mà có nhiều người chừng nào tốt chừng đấy mà gửi tiền về cho anh Lộc á, mà hỏi Andy có nói không, Andy không nói thì đã sai một lần rồi cái này, không thì Tony raise request nữa, là có nhiều người gửi tiền cho anh Lộc mà không biết nó có đưa hết cho anh Lộc hay không, là tự động nó sẽ đòi thêm mấy cái đó ra nữa. Tại vì Andy đã không có làm những gì mình nói về cái vụ cái chân lý kia rồi, phải không, thì tự động nó sẽ coi cái tiền đó đúng như là Andy gửi vô bao nhiêu, phải nó gửi giúp anh Lộc hay không, hay là nó không có gửi. Tại vì gửi tiền vô trong nhà tù nó cũng có số bao nhiêu, ai gửi vô tiền nó có số bao nhiêu, Andy phải giải thích này hết ở trước mặt tòa. Chứ không phải là gì là nói, không phải là mỗi nửa đêm Tony gõ cửa Danny, Andy ơi Tony gửi 200 tiền mặt nè, ông bà cô chú anh chị em đưa 50 đồng, 75 tiền mặt thì thôi hỏi nói Tony thua chắc chắn rồi. Nhưng mà nước Mỹ phải không, cái gì nó cũng còn giấy tờ hết á, phải không? Cũng như nãy Tony giải thích mà, nếu mà Tony đi làm việc hồi xưa, lý sao mà tại sao Tony có kinh nghiệm như vậy, phải không, đi làm cho nhà nhiều người ta 2-3 ngàn làm cho đã, xong họ không trả, đúng, mình đòi là họ không làm gì được hết, cũng như bây giờ vậy thôi, đòi không có được gì hết, đúng phải không, đòi không được gì hết, nhưng mà mình có giấy tờ, mình nói mình gửi cái tiền cho người đó không có trả lời cho mình như vậy đó, thì tự động nó kêu Andy ra tòa thôi. Chừng đó Andy phải cùng phải viết, nếu mình có giấy tờ đúng như vậy mà Andy không trả lời được cho họ đó, thì Andy phải trả tiền lại cho họ. Nhưng mà cái này không phải là một người, phải không, cũng có thể 5-10 người nữa, cũng có thể 20 người, 30 người nữa, mà càng ổ bể ra chừng bự chừng nào chừng nấy đó, phải không, thì nó sẽ lấy nhà băng của Andy nó ra, nó sẽ coi. Chừng đó là Andy phải hỏi cần nói cái gì nữa hết, chừng đó là cái giấy tờ nó tự động nó sẽ nói thôi. Chứ bây giờ ngồi đó Tony cứ nói hoài với Andy thôi cũng mệt rồi, không chơi cái chuỗi Việt Nam như Andy cứ mở miệng lên mà la bự như vậy nó không được gì đâu. Tony không có thích chơi cái trò đó,
hiểu không? Nhưng mà Tony cũng vẫn nói mỗi ngày, chừng nào mà Andy trả lời giùm cho Tony mấy chuyện mà thắc mắc như vậy, đến ngày nào đó tự động mà Tony không nói nữa đó, thì chừng đó nó khỏi cửa để cái giấy nó kêu Andy ra tòa rồi đó, chừng đó Andy phải biết phải nói làm sao rồi, đừng đâu đâu Tony đâu cần hỏi nữa đâu, phải không? Chừng đó tòa nó sẽ hỏi đó, cái đó cái ông luật sư là làm giấy tờ giùm cho Tony đi thôi. Rồi còn một điều mình muốn nói cho ông bà cô chú anh chị em nghe, nhưng mà chắc không ai nghĩ cái này không, trong cái thời gian mà ai mà gom góp vô cái tiền á, mà mấy cái tên mà Andy nó đọc ra đó cũng là mấy người mà quen với Andy thôi, phải không? Tony nè, phải không? Denise nè, phải không? Anh đợi con Lai, rồi vài người nữa thân thuộc, đại khái mấy người nào mà có một tiếng nói ở trên mạng mà bạn đã xoay cái lý do mà tại sao Andy nó thân với mấy người này lắm, cũng như là cũng như nâng đỡ tin tưởng với Andy, phải không? Đã phải Andy phải đọc tên với mấy người này, không có thể nào không đọc được hết. Nhưng mà Tony nghĩ một điều nữa, còn mấy người mà bà con của Andy nữa gửi mà mình nghe biết, mà mày biết dòng họ của Andy người bên Andy dữ lắm, mình biết mấy người này là ai hết chứ không phải mình không biết. Nào mình coi mấy cái livestream mình cũng biết là mấy người này là ai hết, đại khái mấy người này cũng không bao giờ phản bội Andy đâu, nhưng mà Andy không có nói mấy người, không đọc tên mấy người khác hết. Ông bà cô chú em biết tại sao không? Thấy không? Tại vì mấy người này không có một tiếng nói nữa. Nếu mà Tony không lên nói, nhưng như anh đời con la đi, không ai nói gì nữa hết, coi như là ai cũng bị bịt miệng hết, chỉ có cũng như là họ muốn đòi lại, họ biết cái chuyện đang xảy ra bây giờ, nhưng mà họ không có thể nào đòi lại được hết nữa hết. Tại vì Andy không có đọc tên ai hết á, phải không? Mấy người này cũng đâu phải là người trên mạng cái gì đâu, mà sao mà liên lạc Andy được, gửi email với Andy là Andy tự xóa, tự nó xử xong hết, ai mà biết. Đó cái lý do mà tại sao Andy nó không có đọc ra tên của mấy người khác lên tên trên mạng hết. Nó không muốn, tại vì nó có mục đích của nó, cái mục đích của nó là nó không có muốn mình biết được mấy người kia là ai hết á. Nó chỉ đọc mấy người mà quan trọng, cuối cùng là mấy người là bạn bè của Andy không mà, phải không? Cũng như là một cái uy tín cho đối với Andy đó. Đừng có nghĩ là Tony không có biết, Tony biết chứ sao mà Tony không biết được hết. Thôi bữa nay thứ sáu, hy vọng là ông bà cô chú anh chị em có một tuần vui vẻ nha. Mình không biết ngày mai mình có cái gì để mình nói, nhưng mình cũng cảm ơn Andy cho mình nhiều nhiều chuyện để nó nói vậy, chứ cuối cùng mình cũng đâu có gì để nói đâu. Xin chào ông bà cô chú anh chị em nha.